là muốn muốn kích hoạt tài lộc á thì bắt buộc phải mua những cái vật phẩm này để cho mấy cái gốc lên không phải đâu. Nguyên tắc từ đầu chúng ta quen được nguyên tắc từ đầu ạ. Trước khi nói về hộp bóng thì đầu tiên giữ cái nhà sạch sẽ gọn gàng. Những phương nào là phương cát làm đốc, những phương nào là phương hung thì làm tinh, được chưa? Đấy là cái cơ bản nhất. Còn nếu sử dụng được vật phẩm phong thủy thì là cái điều tốt nhất. Còn nếu không được, chỉ cần giữ gọn gàng ngăn nắp, dịch chỉnh một số chỗ. Bởi vì trong căn nhà có những chỗ không thể chỉnh được. Ví dụ, chỗ rửa bát. Ví dụ, tủ lạnh. Ví dụ, VKFC không phải mỗi chốc mà chúng ta xoay chỉnh ở đâu. Thì những phương đấy thì chúng ta sử dụng vật phẩm để chúng ta hóa sát. Còn không là chúng ta chỉ được kích hoạt bằng cách là làm náo động, tức là làm trong đốc đấy, đặt cái đồng hồ vào đấy, đặt cái quạt vào đó là được rồi. Còn nếu như mà sử dụng được vật phẩm gì không phải là sử dụng tất, chỉ sử dụng một hai cái để chúng ta hóa sát cho những phương xấu hay kích hoạt những phương tốt mà thôi. Đã. Cậu đồng ý chưa? Hỏi nữa đi ạ. Tôi đứng tay bây giờ tôi mua cái đồ mà thầy để đó là tôi để ngay chỗ nào thầy? Nếu như mà nhà cô đứng đây thì để mà sang năm mà để cho vượng thì có một cách rất là dễ là làm động phương ấy lên. Muốn làm động phương ấy lên thì cô có thể sử dụng một cái chuông gió cô treo trước cửa. Gió sáu cánh được không thầy? Được. Sao không? Treo ngay trước cửa luôn. Treo ngay trước cửa cho gió thổi vào đung đưa kính con. Đốc lên, đốc cả âm thanh lên để mà vượng thì phương này sang năm rất vượng. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Sẽ lên trên hỏi luôn nữa để chạy đi. Thưa thầy, em hỏi cái nhà em ở hướng Tây Nam. Dạ. Thì vậy thì những cái phương tốt và xấu thì mình lấy cái phương chính của cái cửa nhà của đại môn của mình á. Dạ. Và những cái phương tốt xấu thì mình sẽ phân ở trong cái vị trí ở trong nhà đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì nếu như lên tầng 2, tầng 3 thì sao? Và em theo em biết thêm một cái nữa là trong cái phong thủy hay không nó sẽ tính ví dụ như ở trong phòng ngủ của em đi. Nếu theo phương vị của cái cửa chính của ngôi nhà thì phương vị phòng ngủ của em đang là hướng Tây Bắc. Vậy nếu như em muốn kích cho cái phòng ngủ em nó tốt lên, nó có nhân duyên hay là cái gì đó thì em phải tính từ ở cái cửa của phòng ngủ hay là tổng thể giống như vậy ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ. Thế này. Cái việc đầu tiên chúng ta nói về cái nhà hướng Tây Nam. Đúng không ạ? Thì xin lỗi chị sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm bao nhiêu ạ? Xin em ký thôi. Tức là như này, nếu như mà cái nhà của chị hướng Tây Nam thì ở cái phần hướng, tức là phần đấy là đại môn, là cửa chính rồi. Chúng ta không có cách nào để chúng ta có thể đặt vào phòng gì đấy được. Cho nên có một cái phương án người ta gọi là hóa giải cái hướng thông qua cái thảm ở phần trước tôi có hướng dẫn. Thì mình không đốc về hướng Tây Nam nữa, mà chúng ta chỉ có đốc vào những cái phương vị mà nằm và có tường hoặc có tủ kệ để cho kích hoạt mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta chỉ kích hoạt tài lộc ở trong cái khu vực phòng khách chứ không kích hoạt tài lộc ở trong phòng ngủ. Điều thứ hai. Điều thứ ba, tức là nếu như mà chị muốn kích hoạt cái chuyện nhân duyên cho khí thế tinh bừng lên, đúng không ạ? Thì người ta sử dụng cái phương pháp gọi là kích hoạt đào hoa chứ không dùng huyền không hay bất kỳ cái phong thủy kích vận nào để kích cả. Đối với đào hoa thì có ba loại đào hoa. Cái đào hoa thứ nhất, đào hoa lưu niên năm, đúng không ạ? Chính là vị trí cửu tử. Chính là vị trí cửu tử. Tuy nhiên phòng ngủ thì mình sẽ không kích cái chuyện đó. Hơi báo mùi thì đào hoa cư tí. Sang năm là vị trí của tí, tức là thái tuế cư đào hoa cung. Đào hoa ngũ thái tuế lưu niên. Cho nên là sang năm là cái chuyện đào hoa là dễ gây ra chuyện cái cọ. Chứa bình tĩnh, cách bình quỷ của đầu tiên là cái gì? Cái nhà hướng Tây Nam thì người ta xét cái đào hoa của trạch, theo của trên đất đấy, đúng không ạ? Đào hoa của trạch, đúng không ạ? Thì nằm ở vị trí phía đông mà lại ngũ hoàng. Thế bỏ cái bình quỷ của đầu tiên lo mình. Mình nghĩ
nó lúc mình thấy tự nhiên là thấy nó đen đen này. Cho nên là vị trí trong phòng ngủ của chị kiểm tra xem là nếu như cái nhà để hướng Tây Nam, đúng không? Mà lại cái cửa ở Tây Bắc trong nhà kiểu gì, cửa đéo à, có cái khe, tức là Tây Nam nhưng mà nó có hành lang để đi vào dễ vào, đúng không? Cửa phòng ngủ cơ mà. À, tức là cái phòng ở đằng sau, nhà ông, đúng không ạ? À, nếu như cái cửa phòng ngủ cũng ở Tây Nam luôn thì tức là cái nhà, cái phòng đấy nằm ở vị Đông Bắc của trong nhà. Về nhà nhá, làm này, đọc lại làm này. Đấy, anh chị chưa tưởng tượng cái nhà này ạ? Tả đi nhá, nhà ông đúng chị? Nhà ông đúng không ạ? Nhà phố đúng không ạ? À, vì được nhà phố thì tóm lại vẫn là cái nhà ông, đúng không? Tóm lại cái nhà là như này, anh chị hiểu chưa? Được, ở chỗ này là Tây Nam này, ở đây là Đông Bắc này, chỗ này là ngoài thang này, đúng không? Thì cái phòng chị đây này, thì người ta gọi cái phòng này vẫn là phòng Tây Nam, đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà cái phòng cầu thang ngược lại. Ờ thì cầu thang chỗ này, ờ thì cầu thang ở bên này. Ở ngoài trước, phía trước là phòng thờ. Ờ thì kệ phòng thờ đấy, vì nó xét phòng ngủ mà. Đúng không? Thì đây này, thì đây là cái phòng ngủ của chị cái đây này. Dạ. Đó, xóa xóa này đi. Xóa này đi cho nó đẹp. Đúng không? Dạ. Đúng không? Tây Nam đúng không? Bên này Đông Nam đúng không? Bên này là Tây Bắc đúng không? Dạ. Chúng ta đặt cái tâm ở đây đúng không? Xét riêng phòng ngủ rồi nhá. Dạ. Đúng không? Phòng này đúng không? Ở bên dưới tầng ngủ của chị là cái gì đấy? Ở dưới đất là cái chỗ đó là cái bếp, cái toilet là cái bếp, ở còn cái tầng giữa là cái phòng công. Từ từ. Cái toilet, cái bếp xong bắt đầu đến một cái tầng nữa xong đến phòng chị đúng không? Dạ đúng rồi, em rồi. Đầu dương để đâu? Okay. Em quay hướng Đông Bắc. Cái đầu em chỗ. Dạ đúng rồi thầy, đúng rồi thầy. Đúng rồi, chỗ này cái tủ đây đúng không? Dạ. Đằng sau này có cửa sổ không? Dạ không, cái tủ ngay cái chân em luôn á. À, cho tủ đây luôn. Dạ đúng rồi. Chỗ này để cái gì? Cái tủ ngay chân em, còn ngay chỗ này là cái bàn trang điểm có cái tướng kiến lội ra ngoài. Không quay lại, cái bàn trang điểm quay lại thầy. Quay chung với cái đầu em luôn. Rồi, mình thích rồi. Làm này nhá. Về làm này nhá. Về xoay tủ để đây được không? Nếu như em quay cái tủ như vậy thì nó che mất cái máy lạnh. Thế á? Cái bàn phấn ở đây được không? Cái gì thầy? Cái bàn phấn đấy. Cái bàn phấn để dưới chân hả? Chân như vậy thì không vừa, đầy cái tủ dưới chân rồi. Thôi đen rồi. Với lại xung quanh... Nhìn này. Cái nhà này á, là hướng Đông Bắc Tây Nam đúng không ạ? Đặt như thế này tức là đặt là đầu hướng Đông Bắc, chân đặt ở Tây Nam. Dạ. Đúng không ạ? Xin để cái gương ở đây. Đúng không? Cái gương để ở đây, quay ra ngoài cửa. Dạ. Đúng không? Bởi vì chị không thể đặt cái gương nhẹ được, nó không thể dọn vào giường chị được. Dạ. Chắc chắn cái gương nó sẽ nằm đầu giường như thế này. Dạ. Nó rất là to và nó dọn thẳng ngoài cửa. Dạ. Cho nên toàn bộ cái phần cắt khí nó bị đẩy ra ngoài hết. Nên khi mà vào nhà, vào phòng của chị chưa biết thế nào, hôm nào mà bạn buồn ấy, bạn tưởng gặp ma. Mình buồn, mà mở cửa ra nhìn thấy cái gương luôn mà. Nhìn thấy mình, nhìn thấy bóng mình, giật mình. Mà không bao giờ có khí nó vào trong nhà được. Thứ nữa, đối với nhà hướng Đông Bắc Tây Nam thì vị trí cửa này rất là cát. Nhưng mà do là để cái gương như này nó đẩy toàn bộ khí ra bên ngoài. Vậy em vắt cái gương đi thầy. Bình tĩnh, đúng không ạ? Bắt gương thì làm sao bạn đánh cái bàn trang điểm được. Em không cần trang điểm. Ấy dồ nhá. Nên như thế này, nên có một cách như thế này. Nếu như một chiều này thông thường cái nhà chúng ta khoảng 3.5m. Yeah. Đúng không ạ? 3.5m đến 4m. Và cái giường của chị nó chỉ có 2.2m đến 2.1m, 2.2m tính cả thành. Đúng không ạ? Cho nên là để mà cái phòng này để mà dễ được sắp xếp được ấy, nếu như cái đoạn này của chị dùng được bao nhiêu mét? Em không có đến. Nhà phố đúng không ạ? Dạ. Nhà phố trong khu đô thị đúng không ạ? Sao ạ? Nhà phố trong khu đô thị đúng không ạ? Em khu Bắc đây mà sai. À, thế thì nó phải được 5m. 5m thì đoạn này dư sức cái không gian.
Cho nên là chị hoàn toàn có thể sắp xếp bằng cách là dịch cái giường nó dịch định biến ra phía bên này một chút. Yeah. Vì chỗ nó rộng 5 mét cơ à. Đưa tắt vào hình. Thế rồi, đúng không ạ? Chúng ta đưa cái bàn phấn sang chỗ này để cái gương nó dọn chân này sang. Yeah. Đúng không ạ? Chị có thể chuyển cái tủ về đây, mà có thể đặt cái tivi đây nếu chị thích. Không, em không có tivi. À, không, nếu không có cũng không sao cả. Thì nếu chị có muốn, còn nếu không thì chị có thể để và chị để nguyên cái phương vị của chị như thế này. Yeah. Đồng ý không ạ? Sau bắt đầu là sau đó là tại vị trí ở đây là cái táp đầu giường để tôi vẽ cho chị luôn. Đã thế thì thử phát xem nào, thật phát xem nào. Rồi. Có nghĩa là em dời cái tủ lên. Bình tĩnh, dịch cái này ra đây. Làm y nguyên vậy thôi, dịch cái đây, cái giường đây. Được chưa? Rồi. Tại phương vị như này đúng không ạ? Nhìn thấy chưa? Dạ. Để một cái táp ở đây đúng không ạ? Tại chỗ này nhá. Đặt cho tôi một cái lọ. Trong đó nuôi như một con cá. Hoặc là một con này. Bảy màu. Cái chuyện nó đọc lên đúng không ạ? Đâu đang làm đích đấy. Đâu, tài tôi lên vỡ trận này. Đây. Hình như này, nuôi con cá thế này, thả cái rêu vào, chết thành con khác. Làm được. Em tu mà, nó sát sinh rồi sao thầy? Chẳng may nuôi nó chết. Phải thay con khác, sát sinh đâu. Chị nuôi con cá, nuôi giỏi lắm, nó được hơn năm, nó chết khác kìa. Thường em nuôi con chị là nó chết không đâu. Đó, tôi bảo là nhìn nó biết. Cho nên bảo là chết thì thay con khác. Nói thế này không phát sinh. Ok, về làm y nguyên như vậy. Lý do tại sao mình nuôi cá như vậy thầy? Tôi đào hoa chị mà. Có cá là có đào hoa hả? Đâu, tôi làm tí, biết. Tôi này tôi đào hoa của mình. Nhưng mà cả cái giường của em á, là em sử dụng toàn màu trắng hết. Em không sử dụng màu gì hết, nó có phá không? Không, đẩy nó ra. Đẩy ra xem cái phương đó, còn nếu thích nhanh thì treo hoa giả vào đấy. Yeah. Nhưng mà nếu mà treo hoa giả còn sạch, có người yêu ngon lành rồi vứt đi. Không, em chỉ thử nghiệm thôi chứ em không có sạch. Thật hơn đi cần gì em thử. Thật hơn cần gì thử. Đúng không? Ok, hiểu chưa? Về làm y nguyên này.